Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đặt đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ trị vì đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đài người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với sứ thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đứng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabel chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, mà người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bạn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hai bài đọc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe dạy cho chúng ta biết rằng khi nào con người tin tưởng, cậy trông và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, con người sẽ được bảo vệ và chúc lành. Còn khi nào con người không biết cậy trông vào Thiên Chúa nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sức riêng của mình hay các quyền lực của thế gian, con người sẽ bị thất bại và bị nguyền rủa. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah đã khuyên vua Acab là hãy cậy trông vào sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa mà không cần phải làm gì cả, bởi vì chính Ngài sẽ đến giải thoát đất nước Giu-đa. Nhà vua đã không chịu nghe lời, nhưng rồi lại sai sứ giả đi cầu viện với Assyri để được bảo vệ. Kết quả đó là nước mất nhà tan, vua dân đều bị lưu đày. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn điều khiển mọi quyền lực, và lời Ngài hứa vẫn tiếp tục ứng nghiệm. Trong bài phúc âm, lời hứa đứng thiên sai được thực hiện và nên hoàn thành khi thiên thần Gabriel được Chúa sai đến truyền tin cho đức trinh nữ Maria về sự chịu thai và sinh ra của Đấng Cứu Thế. Không giống như sự cứng lòng và bất tuân của vua Acab, đức trinh nữ Maria hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa, nên đã thưa với thiên thần: Này tôi là tội tả Chúa,
Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Như thế mẹ Maria đã ưng thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để rồi nhờ Chúa Thánh Thần mẹ trở thành mẹ của Thiên Chúa để cộng tác trọn vẹn vào chương trình cứu độ. Thưa anh chị em, lời thưa xin vâng của mẹ Maria đó là lời xin vâng với niềm xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên Chúa. Khi chấp nhận chương trình của Thiên Chúa để rồi được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần để làm mẹ đứng cứu thế, mẹ Maria biết rõ sự nguy hiểm đang chờ đón mẹ. Có thể đó là mất mạng sống, bởi vì luật Môi-se sẽ ném đá thiếu nữ nào có thai trước hôn nhân hoặc trong thời kỳ đính hôn. Lời thưa xin vâng của mẹ còn là một tiếng nói can đảm phó thác toàn thân vào tay Thiên Chúa, và tiếng xin vâng đó sẽ theo mẹ suốt cuộc đời cho đến tận dưới chân thập giá. Lời xin vâng của mẹ còn là lời thưa xin vâng với tất cả ý thức và tự do, với đầy trách nhiệm và với một tình yêu vô điều kiện. Như vậy qua lời thưa xin vâng, mẹ Maria để lại cho chúng ta một mẫu gương chói ngời về sự vâng phục và tín thác hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa. Với cả ý thức tự do tận hiến cho Chúa, mẹ trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong bàn tay của Chúa. Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác cuộc đời cho Chúa giống như Đức Maria. Đó là biết khiêm tốn để lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn và sinh hoa trái trong cuộc sống của chúng ta. Là biết sống trung thành với Chúa dù phải gặp những khó khăn thử thách, và luôn biết can đảm đón nhận thánh ý của Chúa và trung thành thi hành thánh ý của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin Chúa luôn phù trợ chúng con để chúng con khiêm tốn, can đảm và trung thành với Chúa như mẹ. Amen. Anh chị em thân mến, vào thời Đức Maria, luật lệ Do Thái rất gắt gao đối với những người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Nếu bị mắc phải, tức là có thai trước hôn nhân hay là thời kỳ đính hôn, trong thời kỳ đính hôn thì đều bị mang án tử. Hình phạt chính là người ta ném đá cho chết. Trong hoàn cảnh như vậy, Đức Maria cũng thuộc về thành phần của dân tộc Do Thái. Chắc chắn mẹ không thoát khỏi cái tội chết tự nhiên khi mình mang thai trước khi về ở nhà chồng. Như vậy, chúng ta thấy việc đón nhận lời thiên thần truyền tin phải là một liều lĩnh. Mẹ biết rõ điều này. Tuy nhiên mẹ đã nhận được lời giải thích của thiên thần. Mẹ chấp nhận đi vào một cuộc phiêu lưu với Thiên Chúa trong niềm tin tưởng và phó thác. Quyết định này là một việc làm can đảm, bởi vì khi quyết định như vậy, chắc chắn những khó khăn sẽ đến từ gia đình, xã hội, những khó khăn đến
trong nội bộ những người thân với Giuse chẳng hạn. Nhưng vì tuyệt đối tin vào Thiên Chúa, cho nên mẹ đã để mình buông theo ân sủng của Ngài. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi đức tin của chúng ta cũng lung lay. Những thử thách đến với chúng ta trong cuộc đời từ nhiều phía. Nguyên nhân tại sao lại như vậy? Là vì chúng ta còn nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta không nhạy bén với ơn Chúa. Và chúng ta cũng để cho những kiêu ngạo phủ lấp tâm trí chúng ta. Nhiều khi chúng ta còn uốn nắn lời Chúa, thánh ý Chúa theo ý của mình nữa. Sở dĩ mẹ đã trở thành nữ tỳ Thiên Chúa là đã đón nhận lời xin vâng. Vì thế, anh chị em thân mến, trong cuộc đời này chúng ta đã đánh mất nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc và bình an ở những nơi không bao giờ có. Thì ra sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải do ngoại cảnh tạo nên, mà ngay ở trong chính lòng mình. Khi lòng chúng ta an vui, khi lòng chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì những lo lắng sẽ không còn. Khi chúng ta đặt cuộc đời chúng ta ở trong tay Chúa, thì mọi sự sẽ khác. Nếu chúng ta chỉ những phiền muộn và những lo lắng trần gian, thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chúa Giêsu nói cũng điều này trong tin mừng Thánh Luca, là triều đại của Thiên Chúa đang đến ở giữa các ông. Ước gì trong mùa vọng này, mầu nhiệm truyền tin nhắc cho chúng ta Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta, và tinh thần đợi chờ đón mừng Chúa sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi vì Chúa đến ở với chúng ta. Lời cầu xin vẫn tiếp tục: lạy Chúa, xin hãy đến. Chúa đến ở giữa chúng ta. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng đưa chúng ta đi vào trong huyền nhiệm của tình yêu Ngài. Cứ lòng đặt lòng tin tưởng vào Chúa, chúng ta sẽ vững tâm. Amen.